Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn làm kem dưỡng da ban đêm, xóa mọi nếp nhăn và làm săn chắc da. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng một muỗng canh gel lô hội. Tiếp theo là sử dụng một muỗng canh dầu dưa. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lại với nhau nhé. Như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thoa đều hỗn hợp lên mặt, cổ, ngực và tay. Và mình sẽ để gel trên da qua đêm. Để có kết quả tốt nhất, các bạn sử dụng gel này hàng ngày nhé.